Với CIA, người thứ hai nằm trong danh sách phải chết của kế hoạch đảo chính Ngô Đình Diệm là Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân, một binh chủng hoạt động dưới nước không liên quan đến vụ đảo chính xảy ra trên bộ. Tuy nhiên, ông ta trực tiếp chỉ huy một lực lượng đặc biệt mà CIA không có cách nào để quản lý. Vì vậy, ông ta phải chết. Con đường hoàn lộ của viên tư lệnh Hồ Tấn Quyền sinh ngày 1 tháng 1 năm 1927 tại Đà Nẵng, là một trong những người Việt Nam được quân đội Pháp đào tạo sĩ quan hải quân bài bản đầu tiên tại miền Nam Việt Nam. Theo hồ sơ lưu trữ thì ông ta học khóa 1 sĩ quan chỉ huy hải quân tại Nha Trang. Khóa này chỉ đào tạo 9 sinh viên sĩ quan bao gồm 6 sĩ quan ngành chỉ huy và 3 sĩ quan ngành cơ khí. Sau khi kết thúc đợt thực tập trên các chiến hạm và hải đoàn Pháp, ngày 1 tháng 10 năm 1952, ông ta tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hải quân. 7 năm sau, ngày 6 tháng 8 năm 1959, ông ta đã leo lên vị trí tư lệnh hải quân. Xem ra thì con đường thăng tiến của ông ta nhanh như vũ bão. Trước khi quấn cờ rút quân về nước, theo thường thỏa thuận của Mỹ, thì ngày 20 tháng 8 năm 1955, quân Pháp đã để lại lực lượng hải quân cho chính quyền bù nhìn bảo đại. Hồ Tấn Quyền, sĩ quan hải quân Pháp đã trở thành Hồ Tấn Quyền, sĩ quan quốc gia Việt Nam khi diệp hất bảo đại văng khỏi chính trường miền nam việt nam hồ tấn quyền đã trở thành phó tư lệnh hải quân việt nam cộng hòa hai năm sau hồ tấn quyền được diệm giao chức tư lệnh hải quân mặc dù thể chế chính trị được thay đổi từ quốc gia việt nam sang việt nam cộng hòa nhưng quân sự việt nam cộng hòa vẫn công nhận tiền thân hải quân việt nam cộng hòa là hải quân quốc gia việt nam vì vậy đại tá lê quang mỹ được xem là tư lệnh hải quân đầu tiên của hải quân việt nam cộng hòa và Hồ Tấn Quyền là viên tư lệnh thứ ba của lực lượng này vào năm 1959. Kể từ khi được Ngô Đình Diệm trao quyền chỉ huy lực lượng hải quân, ông ta đã cải tổ và thành lập nhiều đơn vị mới cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta đã được Diệm ca ngợi như một hiện tượng sáng chói của chế độ. Thật ra thì để có con đường thăng tiến nhanh, không ít lần ông ta đã phải mọc đầu gập cổ trước bào chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn để gia nhập đảng Cần Lao. Nhờ biết nâng bi, Cậu Út Cần nên Hồ Tấn Quyền được xem là đảng viên trung kiên của Cần Lao và là tôi tớ trung thành của gia đình họ Ngô Đình. Sau khi bội ước, tráo trở, hất bảo đại để leo lên Tổng thống, Diệm đã liên tục thăng cấp để trao quyền chỉ huy hải quân cho Hồ Tấn Quyền. Đặc biệt là Hồ Tấn Quyền còn được Diệm trao quyền chỉ huy trực tiếp một lực lượng hải quân hoạt động bí mật, đó là biệt đội người nhái. Vào tháng 7 năm 1960, Hồ Tấn Quyền đã đích thân tuyển chọn 8 thuộc hạ đưa sang Đài Loan để thu huấn nghiệp vụ thờ lặn do lực lượng hải quân Đài Loan huấn luyện năm tháng sau thì tám trường lặn này đã trở thành huấn luyện viên đặc biệt tại Bộ Tham mưu Hải quân Việt Nam Cộng hòa nhiệm vụ đầu tiên của toán người này là đi khắp các đơn vị hải quân để tuyển chọn nhân sự để thành lập một biệt đội có cái tên rất dân dã người nhái biệt đội người nhái này được đưa ra vùng biển Vũng Tàu huấn luyện những kỹ năng đột nhập ám sát và phá hoại kẻ duy nhất nắm rõ mọi hoạt động của biệt đội người nhái là Ngô Đình Nhu và Hồ Tấn Quyền. CIA rất bực bội vì không nắm được hoạt động của toán người nhái này. nằm ngoài sự kiểm soát của Mỹ nên biệt đội người nhái này trở thành mối hiểm họa nếu chế độ Ngô Đình Diệm không tồn tại nữa. Đó là lý do cố vấn CIA đã liệt Hồ Tấn Quyền vào danh sách ưu tiên chết trong cuộc đảo chính đấm máu. Sau khi Diệm bị giết, Mỹ mới cho phép Việt Nam Cộng Hòa thành lập chính thức và huấn luyện lực lượng người nháy biệt đội hải kích SEAL CE sea đầu tiên với 41 người tại Nha Trang vào cuối năm 1963 và phi vụ ám sát một tư lệnh. Từ trước đến nay thì nhiều người truyền tay nhau câu chuyện cái chết của Hồ Tấn Quyền trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 rất oanh liệt. Theo đó thì khi cuộc đảo chính nổ ra, đại úy Nguyễn Kim Hương Giang cùng với vài sĩ quan đi xe đến tận tư dinh của đại tá quyền để bắt sống. Đại úy Giang vừa đến nơi thì thấy quyền lái xe Traction đã khỏi cổng. Đại úy Giang đã cho xe Jeep rượt đuổi theo. Mặc dù bị truy sát gắt gao nhưng ông quyền vẫn điềm tính lái xe về hướng một đơn vị quân sự ở Biên Hòa để tập hợp lực lượng chống đảo chính. Khi đến Thủ Đức thì ông bị Giang đuổi kịp, bắn chết. Sự thật không đúng như vậy. Khi bị giết, Hồ Tấn Quyền hoàn toàn không hay biết gì về cuộc đảo chính sắp xảy ra, thậm chí không biết lý do mình bị giết. Theo tài liệu giải mật của CIA, nhóm sĩ quan đảo chính đã soạn thảo riêng một kế hoạch dành cho một số bộ phận của Hồ Tấn Quyền từ những giữa tháng 10 năm 1963, tức trước khi khởi sự đảo chính một tháng. Họ giao cho Trung tá Trung Tấn Cang, chỉ huy trưởng của lực lượng Giang Thuyền đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt Hồ Tấn Quyền. Khi được giao nhiệm vụ thì Trung Tấn Cang đã móc nối với thiếu tá Trương Ngọc Lực, chỉ huy lực lượng hải quân vùng 3 sông Ngòi và đại úy Nguyễn Kim Hương Giang, chỉ huy trưởng Giang đoàn 24. Cả hai đều được Hồ Tấn Quyền xem là thuộc hạ thân tín. Lực và Giang là kẻ nợ ân nghĩa với Hồ Tấn Quyền rất nhiều. Trương Ngọc Lực vừa được Hồ Tấn Quyền thăng từ hàm đại úy lên thiếu tá trước lúc đó 5 ngày. Còn Nguyễn Kim Hương Giang trước kia là sĩ quan thuộc lực lượng thủy quân lục chiến, vốn là một lực, một đơn vị máu lửa dễ chết thuộc quyền của Hồ Tấn Quyền. Vốn trợ chết, Hương Giang luôn tìm cách để xin về đơn vị an toàn. Thời may, vợ của Giang tình cờ quen vợ của Hồ Tấn Quyền trong một chuyến làm công tác từ thiện. Vợ của Giang tận dụng cơ hội đút lót một mớ tiền và năn nỉ vợ Hồ Tấn Quyền xin Giang về hải quân. Nghe lời vợ, Hồ Tấn Quyền đã rút Giang từ thủy quân lục kiến về hải quân. Nhóm đảo chính tận dụng sự thân tình của lực và Giang để thực hiện kế hoạch điều hổ Lý Sơn, mời Hồ Tấn Quyền ra khỏi Bộ Tư lệnh Hải quân rồi hạ sát. Sáng sớm ngày 1 tháng 11 năm 1963, khi lực lượng đảo chính chưa khai hỏa, Thiếu tá Trương Ngọc Lực và Đại úy Nguyễn Kim Hương Giang mặc thường phục đến tận sân tennis mời Hồ Tấn Quyền đi biên hòa. Với lý do, họ đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 36 cho Hồ Tấn Quyền, tay đó để trả ơn. Lúc đầu thì Hồ Tấn Quyền từ chối, nhưng do có chủ đích nên Lực và Giang cứ cây cục năn nỉ thấy đệ tử quá sốt sắng hồ tấn quyền không đành lòng từ chối ông ta lấy chiếc xe du lịch citroen không phải là traction như đồn đoán đích thân cầm lái chở hai kẻ đô tể đi mà không hề biết đang đi vào tử lộ trương ngọc lực ngồi cạnh hồ tấn quyền ở ghế trước nguyễn kim hương giang ngồi ở ghế sau xe vừa đến khu vực vắng ở thủ đức trương ngọc lực bất ngờ rút dao đâm thẳng vào ngực trái của đại tá quyền do nhát gan run tay con dao đâm trượt cánh tay của Hồ Tấn Quyền. Vốn là con nhà võ, Hồ Tấn Quyền nhanh như cắt, đánh mạnh tay, lái đồng thời khóa tay thiếu tá lực đoạt được con dao. Cả hai rằng co nhau ở ghế trước. Ngồi phía sau, đại úy Giang ung dung rút súng, dí vào sát đầu của ông Quyền xiết cổ. Viên đại tá đầy quyền lực đổ gục xuống, chết ngay tại chỗ. Để chắc ăn thì Giang còn bồi thêm một phát vào sau lưng nơi vùng tim nạn nhân. Đúng lúc đó thì một chiếc xe jeep xuất hiện, hai sát thủ vất bừa xác đại tá quyền vào cốp xe chi trường rồi nhanh chóng lên chiếc xe jeep trở về sài gòn sau đó thì một nhóm quân nhân được lệnh đến hiện trường để đưa thi thể hồ tấn quyền về nhà chứa xác tổng y viện cộng hòa nay là bệnh viện 175 ở gò vấp khi quyền bị giết người vợ đang đi học giải phẫu thẩm mỹ ở nước ngoài người ta chỉ thông báo cho bà biết quyền bị thương nặng